Bài học cuộc sống, ý nghĩa từ câu chuyện Cái bình nước. Trong cuộc sống, chúng ta phải biết chấp nhận những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân cũng như của người khác. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tì vết, và chẳng ai, chẳng cái gì có thể hoàn hảo cả, ngay cả trái đất hình tròn. Nhưng hình tròn đó không phải là tròn trịa như quả bóng. Do đó, trong cuộc sống, nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng những khiếm khuyết của mình, thì có thể biến mọi thứ trở nên hữu ích. Câu chuyện về chiếc bình nước sau đây sẽ cho chúng ta một bài học sống, một thông điệp ý nghĩa rằng dù không hoàn hảo, nhưng mỗi người chúng ta cũng có thể trở nên có ý nghĩa với ai đó. Một người gùi nước ở Ấn Độ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu một đòn gánh để anh ta gánh về nhà. Một trong hai cái bình còn rất tốt và không bị rò rỉ chỗ nào cả. Cái còn lại có một vết nứt, nên sau quãng đường dài đi bộ về nhà, nước bên trong chỉ còn lại một nửa. Suốt 2 năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó. Mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn, và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện về sự hoàn hảo của mình, trong khi cái bình nước vô cùng xấu hổ và có cảm giác thất bại. Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nước đã thưa chuyện với người gùi nước: "Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi với ông. Suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà. Ông đã làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi." Người gùi nước nói với cái bình nước: "Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường." Quả thật, cái bình nước đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà, và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước chảy ra rất nhiều. Một lần nữa, nó lại xin lỗi người gùi nước. Người gùi nước liền nói: "Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thật ra, ta đã biết về vết nứt của ngươi. Ta đã gieo một số hạt hoa ở bên vệ đường, phía bên ngươi. Và mỗi ngày, khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng bằng nước từ chỗ rò rỉ của ngươi. 2 năm qua, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn về nhà. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa để làm đẹp cho ngôi nhà của mình." Bài học cuộc sống rút ra từ câu chuyện ý nghĩa này, đó là trong cuộc sống, ai cũng có những vết nứt riêng, chẳng ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng điểm yếu, mọi thứ đều có thể trở nên hữu ích. Chính những khiếm khuyết, tì vết sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thú vị hơn.